Nên này, trong những chuyên mục sức khỏe tinh thần lần trước thì anh rất ấn tượng với một gia đình mà có một cái khuôn viên để họ có thể trồng được rất nhiều cây xanh. Anh thấy là sau mỗi giờ đi làm về, mình được nhìn ngắm những cây xanh đấy, tưới cây thì mình dường như là một cái gì đó để giúp cho mình có thể thư giãn hơn trong cuộc sống. Em cũng nghĩ vậy và em nghĩ chắc chắn là cũng có rất nhiều quý vị khán giả có chung sở thích với em và anh Huy. Bởi vì sau một ngày dài căng thẳng khi mà đi ở ngoài phố phường bụi bặm hay là quá ồn ào, thì khi trở về một không gian riêng, chúng ta được chăm sóc những cành cây hay là tỉa những khóm hoa thì quả rất là tuyệt vời. Tuy nhiên thì đối với cuộc sống tại những thành phố lớn như Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh hiện nay thì cái điều đó anh thấy dường như là rất khó để thực hiện. Ví dụ như nhà anh thì rất là nhỏ cho nên không có đủ không gian để có thể trồng cây, để có thể tận hưởng cho mình một cái không gian đẹp và thư giãn như vậy. Vậy thì em xin bật mí với anh Huy là không cần một diện tích quá lớn chúng ta mới có thể trồng cây xanh đâu, mà chỉ cần một chút đất nho nhỏ thôi cũng có thể có những cây xanh rất đáng yêu rồi. Và xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi qua phóng sự ngay sau đây. Nhìn những khu vườn tí hon đựng trong các chai lọ thủy tinh, chắc hẳn nhiều người trong chúng ta phải đặt câu hỏi, làm thế nào để có thể tạo nên được những mô hình thú vị như thế này? Những lọ cây này hay còn được gọi là terrarium, nghĩa là một hệ sinh thái hoàn hảo đặt trong một môi trường riêng biệt. Chỉ với một chiếc bình thủy tinh bỏ đi, hay thậm chí là với một chiếc bóng đèn sợi tóc, bạn đã có thể tạo nên một khu vườn cho riêng mình. Với tốc độ đô thị hóa như hiện nay, khi môi trường sống của con người ngày càng bị thu hẹp trong những khu chung cư, nhà cao tầng, thì việc trồng cây trong những chiếc vỏ chai như thế này là một cách lý tưởng để đưa thiên nhiên đến gần với bạn. Thưa quý vị và các bạn, trên tay tôi là một chiếc lọ thủy tinh hết sức đơn giản mà chúng ta có thể bắt gặp ở mọi nơi mọi lúc trong cuộc sống. Và đây cũng chính là những chiếc lọ thủy tinh như vậy. Tuy nhiên rằng là bên trong đó thì chứa đựng cả một hệ sinh thái hết sức đặc biệt. Và tôi thực sự thắc mắc là không hiểu làm thế nào để có thể tạo được một cái hệ sinh thái như thế này trong chiếc lọ rất đơn giản. Và ngày hôm nay thì để giải đáp thắc mắc đó, chúng ta sẽ cùng gặp một người chơi có thâm niên trong cái bộ môn này, đó là bạn Nguyễn Tiến Dũng. Dũng có thể giới thiệu là để có thể làm nên được một chiếc lọ như thế này thì chúng ta cần cái nguyên vật liệu như thế nào và cái điểm đặc biệt nhất của nó là gì hay không? Với một bình terrarium này thì nguyên vật liệu nó rất là đơn giản thôi. Nó bao gồm các lớp như là lớp dưới cùng là lớp sỏi lớn để tác dụng chống ấm cho cây, một lớp than hoạt tính để chống sự phát triển của nấm mốc và vi khuẩn, một lớp đất dinh dưỡng để cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho các loại cây trồng, và sau đó là các lớp đất đá sỏi trang trí và các lớp cây. Vậy điều gì đã đưa bạn đến với cái niềm đam mê trồng cây trong những cái chai thủy tinh như thế này? Hình thức chơi cây terrarium này thì mình cũng được biết đến khá là lâu rồi, qua một số bài báo ở trên thế giới. Tuy nhiên là hồi đấy thì cái hình thức chơi terrarium này ở Việt Nam thì còn khá là mới mẻ và chưa phát triển mấy. Vậy thì để tạo nên một cái lọ cây như thế này, chúng ta có cần mất quá nhiều thời gian hay công sức hay tiền bạc hay không? Cái bộ môn chơi terrarium này thật ra là nó cũng không phải là quá khó lắm. Nó chỉ gồm một số bước và cơ bản và chỉ cần một chút khéo tay là ai cũng có thể làm được cho mình một bình terrarium. Cái bộ môn terrarium này thì là thật ra là nó gần như là đáp ứng một niềm đam mê về kiến trúc xanh của mình. Thế nên là cái hình thức chơi terrarium này nó gần như là một cái để thỏa mãn cái niềm đam mê yêu cây xanh, yêu cây cối của mình, và giúp mình có thể mang được một khoảng xanh, một khoảng vườn nho nhỏ vào mỗi một không gian mà mình thiết kế lên. Ưu điểm của những lọ cây này là độc đáo, nhỏ gọn, tính thẩm mỹ cao, và trên hết là mang được không gian xanh vào gia đình. Những loại cây thường được chọn để trồng trong các lọ terrarium cũng là những loại cây chậm lớn như rêu, xương rồng, sen đá để tránh phá vỡ cấu trúc của bình cây cũng như giảm bớt thời gian dành cho việc chăm sóc cây của người chơi. Bạn có thể bố trí lọ cây terrarium ở mọi nơi như góc làm việc, trên bàn, tủ hay bất cứ nơi nào bạn muốn. Thưa các bạn, ngày hôm nay thì tôi và các bạn trẻ có cùng niềm đam mê terrarium sẽ được Nguyễn Tiến Dũng hướng dẫn để trồng, nên làm thế nào để có thể trồng được một cái lọ cây này. Dũng có thể hướng dẫn các bạn những cái cây này là những cái cây như nào không? Ở đây thì có bao gồm hầu hết là các loại cây sen đá, là các loại cây mà yêu cầu cái điều kiện chăm sóc không quá nhiều, một tuần chỉ nên tưới nước một lần, và các loại cây này phát triển khá là chậm, phù hợp với các loại bình terrarium. Vậy thì những cái chiếc lọ như nào chúng ta có thể trồng, mà những cái lọ mà thậm chí là những cái lọ tái chế hay không? Hiện tại ở đây thì là có bao gồm các loại lọ treo và cả các loại lọ tái chế. Ví dụ như đây một cái lọ này thì thường người ta sẽ dùng để đựng giấm hoặc là một số nguyên vật liệu đồ ăn, thì mình có thể sử dụng một cái lọ như này để làm bình terrarium. Nếu mà chúng ta có thể tận dụng những cái lọ như này cũng là một cái cách để bảo vệ môi trường rất là tốt, đúng không? Ngày hôm nay có rất nhiều bạn trẻ đến đây để có được trải nghiệm tự làm những lọ cây xinh xắn cho riêng mình.
được tự tay chọn lựa một chiếc lọ xinh xắn, những loại nguyên vật liệu phù hợp và quan trọng nhất là những loại cây mà mình thích. Đây là một trải nghiệm hết sức thú vị của các bạn trẻ trong dịp cuối tuần. Thì chơi bộ môn này thì phải thật là khéo tay và cũng phải chăm chút nó cẩn thận thì mới tạo nên một cái mình đẹp này. Mình là kiểu học nghệ thuật đấy ạ. Học mỹ thuật thì mình rất thích tự sáng tạo. Học nếu mà làm cái cây này thì kiểu mình có thể tự sáng tạo ra những cái lọ cây mà mình cảm thấy thật sự là yêu thích ạ. Làm cái cây này thì mình thấy khá là thư giãn, thoải mái. Với những nguyên liệu không quá khó tìm như chai lọ thủy tinh, một chút đá quậy, sỏi trắng, cây, một số vật liệu trang trí là các bạn đã có một lọ cây rất đặc biệt để trang trí trong nhà. Với những người khéo tay, chắc chắn những cuộc dạo chơi với những lọ thủy tinh, cây xanh sẽ tạo nên những tuyệt tác của riêng bạn. Sau khi xem xong phóng sự vừa rồi thì anh thấy thực sự là một điều rất là thú vị. Có những cái chậu cây rất là nhỏ và anh nghĩ rằng là chúng ta cần có một cái đôi bàn tay hết sức là khéo léo. Tuy nhiên là sau một cái quá trình làm như vậy thì cái thành quả chắc chắn là không phải là điều gì đó quá thất vọng, phải không anh? Đúng như vậy, và em nghĩ là trong không gian sống của chúng ta chỉ cần một chút màu xanh của cây cỏ thôi thì nó cũng làm cho chúng ta cảm thấy rất là thư giãn rồi. Và nếu như anh Huy có khả năng khéo tay mà làm được một tác phẩm như vậy thì anh nhớ khoe với em nhé. Chắc chắn rồi, người đầu tiên mà anh sẽ khoe đó chính là Ngân.